giờ là hai đứa sẽ đi check in cái chợ đêm tại Phú Quốc. Rồi đi xem nha. Wow, đẹp không? Quá trời luôn. Chắc là Phú Quốc này buổi tối về cái chợ đêm mà đẹp nhất rồi. Bán đủ các loại hải sản luôn. Đây là con ngọc trai. Wow. Đây cũng có nhà hàng nữa. Wow, đẹp quá ha. Đông. Cạnh bên dòng sông luôn. Ở sau có mấy con tàu kìa. Đây có bán tôm hùm Canada nữa. Wow. Cá đuối, tôm. Đầy đủ hết luôn. Wow, bự quá ha. Con mực kìa. Con nhum màu đen. Wow, tôm sú. Đầy đủ hết luôn. Rồi, đang nướng mực nha. Mà không phải của mình đâu, của người ta đâu. Đây là món kem Thái Lan nổi tiếng từ Thái Lan. Wow. Khách đông quá trời luôn. Ok. Wow, đây là nhà hàng quán su. Khách đông quá trời. Wow, khu này bán cá với là tôm bự quá hả? Trời ơi, tôm sú bự không à. Nhum, ốc, mực. Wow, coi tôm tít còn sống nè, to quá mà. Tôm hùm còn đầy đủ hết. Còn là hải sản không à. Con cá gì bự dữ vậy ta? Cá chích hả? Wow. Khu này toàn là hải sản không, Cherry? Bán đồ seafood. Wow. Quên. Cái này là bánh tráng nướng nha. Hình như là nó từ Đà Lạt hay sao á. Ui. Hồi xưa nó từ Đà Lạt. Giờ nó có khắp nơi luôn. Wow. Khách cái đồng maizene, bánh tráng. Nướng lên cái maizene, sausage. Có cả cái sầm bùng nữa. Khách đồng quá. 30 một cái bánh thôi. Đây là cái thác mà hồi sáng đó, đáng lẽ đi tới cái khu Hàm Ninh là đi rồi, nhưng mà sẽ biết là cái thác rất là nhỏ nên không có đi. Ai muốn đi thì thất vọng lắm á nha. Nhưng mà muốn tới thì tới thử một lần đi. Ôi, con bự quá ha. Đang nướng hai con ốc với một con tôm kìa. Wow. Nhìn ngon quá ha, Seki. Chỗ đây, wow, chỗ đây seafood. Quá trời luôn kìa. Tôm hùm nè, quá là cá. Cá mực tươi nha, mực còn tươi lắm nha. Đủ các loại các món, tôm. Quán đây là quán ẩm thực seafood Phú Quốc ơi. Wow, đông quá ha. Wow. Ốc của đàn đứa nào không đó. Chỗ khác nữa nè nha. Trời, tôm tít to quá vậy. Wow. Chắc mấy trăm ngàn một ký đó. Mắc lắm. Trên kia có mấy em tôm hùm to đang nằm nghỉ ngơi. Cá mú. Tôm tôm sú. Wow, bự dữ quá. Mua gì vậy? Cái gì? À, mấy con ghẹ con nhỏ nhỏ xíu. Chưa thử bao giờ. Thôi để ăn tươi đi, còn nhỏ nhỏ để bạn cái gì xin. Quá là cà me. Đây đủ. Ở đây cũng bán trứng Kinder nhiều quá ha. Wow, đầy đủ. Úp, tiếp tục. Rồi, đây là cuối con đường của chợ đêm rồi. Đụng cái cào rồi, hết rồi. Lên khu này. Wow, cũng rộng dưới chứ. Đặc sản gì vậy? Bánh thốt nốt. Ngào cái. Đó là đặc sản của Phú Quốc à. Quyết định chọn quán Phú Quốc ơi để làm cho bữa tối hôm nay. Phú Quốc ơi nha. Khu này đông sạch sẽ lắm. Menu của quán nha, giá cũng được lắm, không có đến nỗi.
Đây là các món ăn chơi nha, gỏi cá trích nè 130, gỏi ngó sen 120, gỏi ốc giác 120, mật thái 120, 170, cơm hải sản 120. Quan trọng thích ăn cái gì thôi, nhiều lắm à. Vậy là hai đứa quyết định chọn gỏi xoài khô mực, một cái cơm hải sản và một cá thu kha tổ. Ok, và một trái dừa. Tiền của hai đứa, cơm viên hải sản nha, 120 ngàn. Góc ngồi cũng khá là đẹp. Wow. Được, ok. Món gỏi xoài khô mực nha. Chắc bình thường món này đã ăn rồi, nhưng mà thử thì ăn sao. Sau khi thử rất là ngon. Đúng. Ăn thử miếng không? Ngon quá. Vậy hai món, còn một món cuối cùng nữa, một cái hà tổ nữa, hy vọng sẽ đi luôn. Món cá thu hà tổ. Đó. Cái này 120 ngàn nha, cái này 120 ngàn, như cái này 7 ngàn nữa thôi. Nói chung là cũng được, và trái dừa 30 ngàn nữa. Đó, vậy là bữa xong bữa tối của hai đứa.